Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra sai phạm trong quá trình làm thủ tục hàng không cho hành khách, để tránh tình trạng mất cấp hành lý của hành khách. Sân bay Nội Bài chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không tại khu vực đảo băng truyền hành lý ký gửi đang khai thác. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại cảng để rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không trong quy trình phục vụ hành lý. Cục cũng yêu cầu bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu, tầm quan sát bị che khuất điểm mù, đảm bảo khu vực băng truyền hành lý ký gửi, khu vực phân loại hành lý ký gửi phải được kiểm soát và giám sát liên tục bằng camera giám sát an ninh hàng không hoặc do nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tiếp giám sát hoặc cả hai biện pháp theo quy định.